vội giao hàng cho khách mà chủ quán đi vắng. Anh shipper đành làm từ A đến Z khiến cộng đồng mạng trầm trồ. Với những tín đồ mua sắm online hay order đồ ăn thì shipper dường như là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Thậm chí có người còn nói vui rằng dành cả thanh xuân chỉ để đợi anh shipper thôi. Không phụ tình cảm đó của khách hàng, khi họ sốt ruột mong canh shipper từng phút từng giây, anh shipper dưới đây đã có một pha xử lý mượt như xin siêu, khiến cộng đồng mạng xem xong mà chỉ biết cảm thán, quá đỉnh. Nó ở cái tập chất. Cụ thể, anh shipper này đến quán để lấy đồ ăn nhưng lại không thấy chủ quán. Vì không muốn khách hàng phải chờ lâu, thay vì nhấn hủy đơn, anh liền bắt tay ngay vào việc luôn. Nhìn động tác nấu ăn của anh vô cùng điêu luyện, thao tác chuyên nghiệp như đầu bếp. Nấu xong, anh tự đổ ra hộp, tự đóng gói rồi mang đi giao cho khách. Đúng kiểu, cái gì cũng phải đến tay anh. Cư dân mạng xem xong ai cũng dành lời khen cho anh shipper vừa dễ thương, làm việc lại rất có tâm. Thế này mà không đánh giá 5 sao thì quả thật là phí một tài năng. Đúng rồi. Thậm chí có người còn khuyên anh đổi từ nghề shipper sang đầu bếp luôn. Bạn nghĩ sao về anh chàng shipper nhanh nhẹn này? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.